Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người trở lại với góc nuôi cá của mình. Thì tới giờ mình cho đàn cá của mình ăn rồi mọi người. Nhưng mà bên ngoài thì trời đang mưa. Và hồi nãy mưa rất là to luôn. Sẵn là mình đi cho cá ăn rồi mình sẽ thăm lại những cái đàn cá của mình à, sau cơn mưa này xem nó như thế nào. Thì mình mới cho ăn một hai hồ rồi nè mọi người. Cái này là hồ rồng sọt của mình nè. Rồng đỏ sọt BDS nha mọi người. À, ai mà thích chơi hàng sọt thì cứ việc liên hệ với mình. Cá thì cũng nhiều nha chứ không ít đâu à, số lượng này cũng khá, cũng được mấy chục cặp ạ. Đó, tuyển ra rồi đó. Hàng kia thì rất là ok nha ha. Hồi nhỏ này mọi người sẽ nhỏ mình xô mọi người sẽ không thấy tia được ok, nhưng mà khi mà nó lớn là mọi người thấy không, bộ tia rất là vip, nó tia rất là ngon đó, cho bạn thấy cho rõ hơn top view ha. Nhìn top view nhìn nó cưng lắm. Side view thì cũng cưng nữa. Hàng này là vừa chơi top view vừa chơi side view luôn nè. Đó. Nhưng mà cái hồ này á thì nó không được rõ lắm để mà mình show cá cho các bạn xem. Với lại cá nó ăn trên mặt nước á. Cá nó ăn trên mặt nước thành ra hơi hơi dở cái này. Hơi dở cái này chút xíu. Ha, thôi. Để mình rủ mọi người đi qua dạo qua một bên rồng của mình, hàng rồng của mình nha. Thì hiện tại thì mình cũng đã tuyển được một mớ rồi. Tuyển được một mớ rồi, gồm có hai khay ha. Hàng rồng Indo nè mọi người. Rồng Indo BDS nè. Đó, khay này thì hơi nhiều chút xíu. Ha, tự nhiên cái chợt nảy sinh ý định là không lẽ bây giờ mình làm một cái dàn hồ kiến để mà để mà mình show cá cho mọi người xem cho đã chứ, nói thiệt. Ha, hàng đẹp thì mình muốn khoe thôi. Đẹp thì mình muốn cho mọi người ha, cùng chiêm ngưỡng chung với mình thôi chứ không gì hết trơn á, cũng không có ý gì đó. Cũng bữa nay thì còn không có chuyện gì để nói ngoài cái chuyện mà trời mưa ra. Nói thật là mấy ngày hôm nay ha, hồi ngày hôm qua mình thay nước cá, mình nói nắng rồi thay nước cá cho ngon lành đồ lên, chuẩn bị ngừa xả thuốc ngừa bệnh đồ các kiểu, rồi cuối cùng tới tối cái mưa dập. À, sáng này đi mình đi công chuyện có chút xíu à, tính là đi ra hỏi thăm coi cái chuyện mà mấy cái chỗ mà giao nhận á, người ta có nhận hàng để mà ship nữa không, tại vì chỗ của mình nó dạng như nó phong tỏa mấy tuyến xe hết trơn rồi, không có xe đi ngang luôn á mọi người, cũng hơi là khó. Với lại dạo này á cái công việc ship của nhiều cái chỗ mà như Phương Trang Express rồi á nó hơi chậm chút xíu, chậm đó. Nhân viên nó nói còn còn nói với mình mà nó sẽ hơi chậm, bình thường thì 24 tiếng tới, thì bữa nay thì trễ là tầm khoảng 48 tiếng, 2 ngày 3 ngày mới tới luôn đó, tại vì xe nó chậm. Thành ra muốn mà ship hàng cho mọi người mình phải hỏi trước, hỏi coi chừng nào xe nó chạy đặng mình gửi cho nó cận á, nó cận cá về khỏe cái mọi người có thể là dễ dưỡng hơn. Nó chứ để ship lâu quá con cá mệt thì hơi mọi người cũng sẽ hơi khó dưỡng chút xíu. À, đây, đây là ấy của mình. Chắc một lát mình phải mưa quá, một lát chắc mình phải vô thuốc ngừa bệnh tụi nó luôn quá. Mới xả thuốc ngày hôm qua, bữa nay vô lại rồi các bạn ơi. Kiểu này không xong. Ha. Thấy có mấy con trống nó không được mạnh, nó không được, và không phải không được mạnh mà nó không được vui, nó không được vui trong mình đó. Thấy nó chậm quá, phản ứng chậm quá, cho ăn đói mà phản ứng chậm quá. Đây qua đây nè bạn, đây là một bài khác, hàng BDS cũng tuyển luôn nè. Bây giờ mình loay cho mọi người toàn là hàng cá tuyển không nha, hàng cá mà thủy sinh là mình có trong không có, nhưng mà thường thường mình sẽ không bán, mình họ không có kêu giá mấy cái hàng thủy sinh ha, mình chỉ kêu giá hàng tuyển cho mọi người thôi. Hàng rồng Indo các bạn thấy hoa văn nó lên kìa, các bạn thấy không, nhìn top view mà các bạn vẫn có thể thấy được hoa văn của nó đó, cái đó mới là hàng rồng Indo ở lên hoa văn như vậy. Chứ hàng tuyển của mình bên đây nè, cái hàng ấy của mình bên đây nè,
nhỏ chưa lớn, chưa có ra sai bung sai đồ đầy đủ. Thật ra mình dồn nó vô một máng mình nuôi chung nè, các bạn thấy cũng khá là nhiều, cũng hơi là ít. À, cái này còn tuyển lợi nữa, tại vì cá nhỏ đa số là cá nhỏ không à, đa số là cá nhỏ không à. Đó, à, để mình dẫn mọi người đi qua thăm cái bầy Coret của mình ha. À, cũng có thể nói là bầy này mái không, cả chục con mái, mái rất là xịn sò luôn, lên đầu rất là sâu. À, lên đầu rất là sâu luôn. Mọi người thấy ngon lành chưa? Bài này rất là ngon. Bài này là mình mới vừa share cho các bạn hôm bữa đó, các bạn mà ở Kiên Giang ở đâu quên bạn đó ở đâu rồi, nhưng mà xe về xong cái tuần lễ, hai tuần lễ sau cái con cá nó đẻ, cái bạn đó nó hô cá đẻ rồi mà nó cũng nhú tay luôn rồi đó, bạn nó mừng quá trời luôn, bạn nó nhắn tin, bạn nó khoe với mình. Xài máy này quá mập luôn nè, mọi người thấy không, ú nì luôn. Cho ăn đầy đủ là nó vậy đó các bạn, cho ăn đầy đủ là nó sẽ ú ha. Này là full red đây, dưới này mình còn bầy nữa nè. Bầy này cũng chất lượng không kém như mấy bầy kia, trống lên tay thậm chí còn mạnh hơn mấy con trống bên bầy bên kia nữa đó. Hôm nay cho mọi người ngắm cá ăn thôi. À, trên đây còn dính nước xanh nè. Hôm bữa mình ngừa mình vô cũng hơi đậm xanh metilen á, mình xả từ từ nhưng mà nó vẫn còn dính vẫn còn hơi xanh xanh. Với lại cái khay này nè, cái khay này dưới đáy này nè, lúc nào mình cũng thấy nó đục hết, nó không có, nó không biết là nó bị cái gì, có cái gì hay không mà sao mình thấy cái view, cái nền của nó đục. Chứ cái bầy này các bạn thấy nếu mà lên mấy cái khay kia ha, nước trong một cái các bạn thấy nó sẽ cái màu nó sẽ nổi cho mọi người xem, nổi chói lóa luôn chứ không phải thường đâu, đỏ chói chang mà quá trời đỏ đi mà. Đó, nè mấy con trống nè, quá trời đỏ nè, chắc tại cái đúng rồi mọi người ơi, tại cái video của mình, cái camera của mình nó bị vô trong cái khoảng mà quay cái bối cảnh nó hơi tối chút xíu, cái nó nhả hột, đổ hột chứ không phải là tại ấy ha, thiếu ánh sáng. Cái đó nó bị thiếu ánh sáng nha các bạn, chứ không phải là tại cái hồ nó đục. Tại vì mới thay nước hồi sáng, mới hút cặn hồi sáng cái đợt. Sáng là thấy cũng nắng ngon quá. Hút cặn lần nữa. Cuối cùng là mưa. Coi chịu nổi không? Thiệt. Đó, đây là rồng ấy nè, rồng ri bông. Mình bắt lại bầy tơ này để mà mình làm giống lại nè. Đó, cho bạn coi cho kỹ hơn chút xíu, hơi bị cháy ánh sáng chút xíu nha mọi người. Mái thì chắc cũng ôm trứng rồi nè, ôm bầu rồi nè, chắc tầm tuần lễ, hai tuần lễ nữa, nửa tháng nữa là có đẻ đó. À, mái này nè, thấy có ôm bầu rồi đó. Nè, chẳng hạn như cái con này nè. Con này nè, thấy cũng cái con này nè, thấy bụng căng căng này nè. Đó. Đó, chắc khoảng tầm tháng 2 tháng nữa là 20 ngày nữa, nửa tháng nữa chứ. Tuần 2 tuần lễ nữa, lộn nha mọi người. Tuần 2 tuần lễ nữa là chắc có đẻ. Ha, mình cũng ráng hút sai nó hơi mập chút. Này là bầy cá con. Ha, còn dưới này là bầy rồng sọt giống. Nha, bầy rồng sọt giống. Một lát mình sẽ cho cá con ăn sau. Bây giờ thì mình sẽ cho cá lớn ăn trước cho mọi người xem, cho mãn nhãn chút xíu. Cá con ăn, cá con mình thì số lượng lớn, số lượng nhiều lắm. Đó. Nè, thấy con mái này thấy cũng bụng cũng căng căng rồi nè các bạn. Thấy không? Cái bụng nó cũng căng căng rồi đó. Cậu bộ chuẩn bị chỗ cho nó đẻ là vừa.
À, nó bụng nó căng này kìa. Đó, cơ bò chuẩn bị chỗ cho nó đẻ là vừa. Bò tia rất là ok ha. Tại vì hồi nhỏ mọi người, cá mà nhỏ nhỏ 2 ngày tháng á, cái bộ tia của nó phát triển chưa có rõ, lớn lên mọi mới thấy được cái bộ tia của nó là chất lượng. Hồi nhỏ mình show lên đó, mấy bạn của mình nó cũng nói cá thì sọt đó, nhưng mà cái bộ tia chưa có đạt lắm. Mình cũng đồng ý cái đó, bộ tia chưa đạt lắm, nhưng mà khúc sau này nó lớn lên sao thấy cái bộ tia nó ok quá trời luôn, mình cũng mừng dữ lắm, hay vui. Thấy cá làm ra bộ tia khá là phái lắm luôn. Tối ngày ở ngoài mấy con cá không nè, số lượng cá con của mình nè. Thôi mình sẽ kết thúc video ở đây nha, bye bye, chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo của mình.